Xin được chào mừng quý các bạn đến với kênh truyền hình ô tô Bicar TV. Thưa quý các bạn, thì chỉ còn khoảng tầm gần 2 tháng nữa thôi là đến Tết âm lịch 2020. Và đây là thời điểm quan trọng nhất để quý các bạn có thể lựa chọn cho mình một chiếc xe, có thể là xe mới hoặc xe đã qua sử dụng, nhưng rất quan trọng để có thể đưa đón gia đình đi chơi Tết. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cập nhật cho quý các bạn một vài những cái dòng xe đã qua sử dụng đang được chào bán tại thị trường, đặc biệt ở trong ô tô Đức Thiện, một trong những showroom ô tô uy tín tại thị trường Việt Nam. Các bạn có thể thấy thì có rất nhiều xe mà chúng tôi sẽ cập nhật cho quý các bạn từng xe một, và đặc biệt là giá cả của nó thì cụ thể thế nào. Xe đầu tiên thì các bạn có thể đến với lại cái dòng xe Toyota. Các bạn có thể thấy đây là dòng xe Toyota Fortuner các bạn nhé. Toyota Fortuner sản xuất năm 2018. Ở dòng xe này thì cũng có rất nhiều các phiên bản được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Đây là phiên bản Toyota Fortuner máy xăng một cầu số tự động các bạn nhé. Máy xăng một cầu số tự động, phiên bản hai cầu hoặc là phiên bản máy dầu thì nó cũng có thiết kế một số cái nó khác hơn một chút. Đối với phiên bản này thì đang niêm yết mức giá theo xe mới là 1 tỷ 150 triệu, và đăng ký vào khoảng tầm 1 tỷ 290 triệu. Tuy nhiên thì nếu như quý bạn sở hữu các dòng xe này thì giá cả nó rẻ đi rất là nhiều lần, bởi vì sau một năm sử dụng thì cái dòng xe này hiện đại như chúng tôi cập nhật cho quý các bạn thì nó chỉ còn khoảng tầm 1 tỷ 050 triệu mà thôi. Xe này thì là xe biển tỉnh các bạn nhé. Xe biển tỉnh, các bạn có thể nhìn thấy cái nội thất của nó thì còn rất là đẹp. Nội thất thì còn rất là đẹp đúng không ạ? Xe này thì rất phù hợp đối với tất cả các anh chị em mua xe để phục vụ cho công ty hay là mua xe để phục vụ cho gia đình thì cũng thế. Về cơ bản thì cái dòng xe Toyota Fortuner này thì được đánh giá là một trong những cái dòng xe rất ăn khách trên thị trường. Với cái việc mà sử dụng xe này, cái tầm quan sát cả người lái thì rất là tuyệt vời. Và cái thứ hai, cái không gian ghế ngồi thì rất là rộng rãi. Xe được trang bị gần như đầy đủ tất cả những cái phụ kiện và những cái tính năng quan trọng nhất, ví dụ như đầu DVD, camera lùi, màn hình, điều hòa tự động, ghế da, ghế lái chỉnh điện, cân bằng điện tử, rồi hỗ trợ khởi hành cao tốc đầy đủ hết rồi. Chúng ta sẽ đến với một cái mẫu xe Toyota khác. Thì các bạn có thể nhìn thấy đây là dòng xe Toyota Camry. Cái dòng xe này là dòng xe Camry 2.5Q các bạn nhé. Các bạn cũng có thể phân biệt được đối với lại dòng xe này thì có tới 3 phiên bản, bao gồm có 2.5Q, 2.5G và 2.0E. Đến năm 2019 thì được thay sang một form mới, còn đây là form 2018 các bạn ạ. Form 2018 nhưng là form mới của 2018 nhá, vì đã có hai cái đèn bi này. Hai cái đèn bi. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy. Camry 2.5Q là cái phiên bản cao cấp nhất của dòng xe này rồi. Cao cấp nhất. Đấy, các bạn có thể quan sát. Đây các bạn có thể vào để có thể quan sát cái mẫu xe này. Đây, các bạn có thể nhìn thấy ạ. Ở cái form mới này thì đã được trang bị cái ghế da màu da bò các bạn nhé. Ghế da màu da bò. Rồi, đầu DVD, camera lùi, sạc không dây IQ đầy đủ hết ạ, không có thiếu gì cả các bạn. Dán phim cách nhiệt chính hãng, trải sàn Cine cao cấp, trải sàn 6D các bạn nhé. Ghế thì chất liệu ghế da thì cực kỳ tuyệt vời, các bạn có thể đến cái hàng ghế, không gian hàng ghế phía đằng sau. Đây các bạn có thể nhìn thấy đấy ạ. Do cái điều kiện showroom nó hơi chật chội và quá nhiều xe đang xếp ở showroom thì chúng tôi không thể review chi tiết hết được. Các bạn có thể nhìn thấy cái hàng ghế đằng sau này thì có cái bệ tì tay này. Trên bệ tì tay được trang bị rất nhiều tính năng hiện đại, bao gồm chỉnh cái độ ngả của ghế, rồi điều chỉnh điều hòa. Vì xe này được trang bị hệ thống điều hòa tự động 3 vùng độc lập các bạn ạ. 3 vùng độc lập, có cửa gió điều hòa phía đằng sau nhá. Có cửa gió điều hòa phía đằng sau. Đấy, rèm che nắng phía sau chỉnh điện đầy đủ hết, không có thiếu gì các bạn ạ. Xe này thì chúng tôi đang chào bán. Xe này nếu mà như quý các bạn mua tầm năm ngoái, tức là tầm năm 2018 thì rất là đắt. Đâu đó liên miết rồi là 1 tỷ 302 triệu, sau khi giảm giá còn khoảng 1 tỷ 250 triệu. Cả đăng ký vào nó rơi vào khoảng 1 tỷ 4. Tuy nhiên thì nếu mà các bạn mua cũng là cái dòng xe này, thời điểm này thì giá nó thấp hơn rất nhiều. Xe 2018 này mới đi có 6.000 km mà thôi các bạn nhé. Toyota Camry 2.5Q màu vàng cát duy nhất ở tại thị trường Hà Nội mới đi có 6.000 km mà thôi các bạn ạ. Nó còn rất là như mới và hiện tại đang được chào bán ở mức giá là 1 tỷ 140 triệu các bạn ạ. 1 tỷ 140 triệu. Đấy, giá rất là hợp lý đúng không ạ?
nó đã tiết kiệm hơn cho các bạn nó khoảng đâu đó khoảng tầm 250 triệu so với lại với việc các bạn mua năm ngoái các bạn nhá. Rất tiết kiệm đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ đến với lại cái mẫu xe Nissan Sunny. Đây là dòng xe phân khúc B các bạn ạ. Nó cạnh tranh trực tiếp so với lại dòng xe Toyota Vios, rồi Honda City cũng như Suzuki Ciaz. Và cái dòng xe Sunny này ở cái phân khúc này thì cũng có tới 3 cái phiên bản, bao gồm có phiên bản nó nhiều lắm, phiên bản XL, phiên bản VX và đây là phiên bản cao cấp nhất. Đây chính là phiên bản VX Premium, các bạn có thể nhìn thấy ngay cái phần ốp phía sau này. Đây là cái phần ốp trang trí phía sau này, cũng được trang bị có cảm giác rất là thể thao. Chúng ta sẽ vào không gian khoang nội thất để có thể quan sát kỹ hơn các bạn ạ. Cái dòng xe này thì được trang bị đầy đủ, ví dụ như là đầu DVD camera lùi, ghế bọc da, hộp số tự động. Không gian nội thất khá rộng rãi. Tuy nhiên thì có một cái tôi hơi chê, đó chính là cái chìa khóa điều khiển, chỉ được trang bị chìa khóa điều khiển chỉnh điện thôi chứ chưa được trang bị chìa khóa thông minh các bạn ạ. Và đây là dòng xe phân khúc B. Cái giá xe này thì nếu mà các bạn mua mới thì nó khoảng tầm 550. Tuy nhiên thì sau 1 năm sử dụng thì các bạn có thể tiết kiệm được khoảng tầm 150 triệu cả đăng ký. Dòng xe này hiện tại chúng tôi đang chào bán với mức giá là 468 triệu các bạn nhé. 468 triệu. Rồi các bạn sẽ đến với cái dòng xe Sedona máy dầu 2018. Sedona rất là mới các bạn nhé, đi mới được có khoảng tầm 5.000 km mà thôi. Dòng xe Sedona này là một trong những dòng xe mà các bạn có thể để ý là có thể chở rất nhiều, chở chuyên gia các bạn ạ. Dòng xe Sedona là một trong những dòng xe rất sang trọng để chở, thiết kế để chở chuyên gia, chở gia đình của khách hàng xe Kia. Các bạn có thể nhìn thấy đây, tôi có thể cho các bạn xem cái biển này, biển rất đẹp, biển Hà Nội nhá các bạn nhá. Biển 30F127722 các bạn ạ. 127-22. Nếu mà các bạn được ngắm nhìn cái dòng xe này ở không gian khoang nội thất thì các bạn có cảm thấy là cực kỳ tuyệt vời, đúng không ạ? Đây chúng tôi sẽ mở cái cửa lùa. Đây cửa sổ nhá. Đấy. Cái cửa này là điều khiển điện các bạn nhìn này. Trên cái chất liệu ghế này thì nó ghế cũng rất là hiện đại đúng không ạ? Và cái thứ hai là cái không gian khoang nội thất này, nó rất là rộng rãi. Không gian khoang nội thất rất là rộng rãi. Xe này thì đang được chào bán với mức giá là 1 tỷ 085 triệu các bạn nhé. 1 tỷ 085 triệu. Hiện tại thì cửa hàng của chúng tôi vẫn còn khá nhiều cái dòng xe này, bao gồm có tới 3 chiếc này. Chiếc này là sản xuất năm 2018, còn một xe nữa là sản xuất năm 2017 đang chào bán với 1 tỷ 010 triệu các bạn nhé. Cũng là màu đen. Chúng tôi còn một chiếc màu trắng đang trên đường đi về, cũng sản xuất năm 2017, giá chỉ nhỉnh hơn 1 tỷ một chút thôi các bạn ạ. Nhỉnh hơn 1 tỷ một chút thôi các. Rồi. Chúng ta sẽ đến với cái dòng xe thuộc dòng xe hạng sang. Cũng có một vài khách hàng rất là yêu mến cái dòng xe đến từ Anh Quốc. Các bạn có thể nhìn thấy đây là dòng xe Land Rover. Dòng xe Land Rover các bạn nhé. Dòng xe này thì chúng tôi đang có khá nhiều mẫu xe Land Rover. Thì nếu mà như quý các bạn quan tâm đến cái dòng xe Land Rover này thì hãy liên hệ với trực tiếp với chúng tôi các bạn nhé. Xe này thì chúng tôi có xe 5.0 sản xuất 2010. Và xe này thì đang chào bán mức giá là 1 tỷ 750 triệu. 1 tỷ 750 triệu. Chúng tôi cũng có thêm một vài những cái dòng xe Land Rover khác nữa. Ví dụ như là cái dòng xe Land Rover Discovery Sport HSE sản xuất năm 2015, giá khoảng tầm 2 tỷ 050 triệu. Xe này thì các bạn nên nghiên cứu rất là kỹ, bởi vì dòng xe này không phải ai cũng mong muốn được sở hữu và không phải ai cũng có cái cảm giác chơi xe, bởi đây là dòng xe nó khá là độc đáo, gần như là dành cho những người sành xe từ Vương quốc Anh các bạn nhé. Rồi chúng ta sẽ đến với lại Audi Q5 các bạn ạ. Audi Q5 ngay bên này, dòng xe Audi Q5. Audi Q5 sản xuất năm 2013 các bạn ạ. Audi Q5 sản xuất năm 2013, xe nhập khẩu màu đen, nhiên liệu xăng, số tự động. Và xe này thì được đăng ký lần đầu năm 2014, xe chính chủ nhá. Và gia đình để đi còn rất là mới. Xe được trang bị gần như full option đầy đủ, ví dụ như là màn hình DVD, ghế da cao cấp. Đây các bạn có thể nhìn thấy đây, Audi.
Dòng xe này thì chào bán có khoảng tầm 1 tỷ 050 triệu thôi, cực kỳ rẻ đúng không ạ? Độ rất là rẻ. Rồi chúng ta sẽ đến với lại cái dòng xe. Đây chính là cái mẫu xe Suzuki Vitara. Các bạn có thể nhìn thấy đây là dòng xe Suzuki Vitara, cái màu rất là độc đáo. Xe có thiết kế một cái cảm giác rất là thể thao. Rất là thể thao. Màu thì được trang bị cái màu này cực kỳ độc đáo. Vitara các bạn nhé. Chúng ta sẽ vào sâu trong một chút trong không gian khoang hành lý. Khoang hành khách của xe để có thể quan sát. Vừa rồi thì có một vị khách hàng đáng mến của chúng tôi cũng từ Thạch Thất Hà Nội gọi điện ra để có thể review cái xe này. Và xe này thì các bạn có thể nhìn thấy thì tất cả những trang thiết bị trong không gian khoang nội thất thì rất là hiện đại. Rất là sang trọng đúng không ạ? Xe được ốp gỗ này. Rồi những cái chi tiết mạc chrome. Ghế bọc da các bạn nhé, ghế bọc da. Xe trang bị đầu DVD camera lùi. Rồi màn hình điều hòa tự động đầy đủ hết rồi, không có thiếu gì cả các bạn ạ. Xe này thì sản xuất năm 2016 các bạn nhé. Xe máy xăng, số tự động đi được khoảng tầm 32.000 km. 32.000 km. Và xe này là xe nhập khẩu nguyên chiếc các bạn nhé. Đăng ký đi tư nhân chính chủ từ đầu. Gần như là được đi rất là ít, còn giữ như mới. Hiện tại xe này đang chào bán với mức giá rất rẻ, rất hợp lý, chỉ khoảng tầm hơn 600 triệu mà thôi. Nó chính xác ra thì đang chào bán về mức giá là tầm 620 triệu. 620 triệu các bạn nhé. Xe này đang chào bán với mức giá là 620 triệu. Rồi chúng ta sẽ đến với cái dòng xe của dòng xe hạng sang BMW các bạn ạ. BMW 5 Series 512i 2012 các bạn nhé. Xe này sản xuất năm 2012. Thực tế mà nói thì đối với dòng xe BMW này thì nó có khả năng giữ form rất là tốt. Gần như là cái độ sang trọng nó gần như là mang tính chất vượt thời gian. Các bạn có thể quan sát cái không gian trong xe này. Nếu xe này được đi lấy mà đi tán gái thì thôi, đó là một cái điều kiện hết sức lý tưởng đúng không ạ? Tôi mà chưa có vợ thì tôi chỉ mang cái xe BMW này đi tán gái thì chắc chắn là khoảng tầm rất nhiều cái cô theo đúng không ạ? Rất nhiều cái cô theo. Cái dòng BMW 2012 này thì đang chào bán với mức giá cũng khá là rẻ. Chỉ có 920 triệu thôi các bạn ạ. 920 triệu nhé. Rồi nếu mà những ai yêu mến những cái dòng xe Nhật Bản, những ai yêu mến dòng xe Nhật Bản thì các bạn có thể đến với lại cái dòng xe Mazda. Mazda các bạn ạ. Đây các bạn có thể nhìn thấy cái dòng xe Mazda màu trắng trắng ở khu vực phía kia nhé. Màu trắng á. Cái dòng xe Mazda này thì các bạn có thể quan sát, đây là dòng xe hatchback nhé. Mazda 3 phiên bản hatchback. Xe này còn rất là mới. Xe rất là mới đúng không ạ? Con này là xe hatchback các bạn nhé. Số tự động sản xuất năm 2017. Sản xuất năm 2017 đã có cửa nóc rồi các bạn nhé. Có cửa nóc rồi. Sản xuất 2017 các bạn nhé. Các bạn có thể nhìn thấy đây. Không gian khoang nội thất thì chúng tôi có thể mở cho các bạn xem này. Mở cho các bạn xem. Sản xuất năm 2017. Xe trong nước. Xe lắp ráp trong nước màu trắng máy xăng nhé. Xe hatchback này đối với lại cái phiên bản năm 2019 ấy, thì Trường Hải vừa mới ra mắt tầm cách đây khoảng tầm 2 tuần. Thì cái giá thì nó, tôi có cảm giác thì nó quá đắt so với lại cái mẫu cũ. Cái mẫu mới thì cũng chỉ được trang bị thêm một vài những tính năng, nhưng cái giá của nó thì quá đắt. Nó có những cái thời, có những cái điểm. Cái bản hatchback này cũng là 1.5 này, và phiên bản 2.0 nữa, thì có mức giá niêm yết lên đến hơn 900 triệu. Cái mức giá này chúng tôi đang chào bán phiên bản 2017 này chỉ 608 triệu gọi nhé. 608 triệu rất là rẻ. Rất là rẻ đúng không ạ? Rồi nếu như ai yêu mến dòng xe Toyota thì chúng ta sẽ đến với cái dòng xe 7 chỗ, dòng xe Toyota Fortuner màu xám các bạn ạ. Màu xám. Và đây là dòng xe Toyota Fortuner 2 cầu các bạn nhé. Toyota Fortuner 2 cầu. Ở thời điểm năm 2015 thì chúng ta có Toyota Fortuner 2 cầu, Toyota Fortuner máy xăng 1 cầu và Toyota Fortuner máy dầu số sàn. Sang năm 2017 thì được nhập khẩu trực tiếp về Việt Nam. Đến năm 2018 thì được trang bị cái Toyota Fortuner máy dầu số sàn. Xe này thì được trang bị gần như đầy đủ, có cả rửa đèn pha phía trước,
các bạn có thể nhìn thấy được điều hòa tự động đầu DVD, vô lăng lái 4 chấu, bọc da ốp gỗ. Và xe này thì đã được trang bị cơ cấu cài cầu. Đấy, xe đã được trang bị toàn bộ ghế da. Chất liệu nội thất thì được trang bị lại toàn bộ ghế da. Dạng da bò các bạn ạ, nhìn rất là sang trọng. Nhìn da bò rất là sang trọng đúng không ạ? Con này 7 chỗ. 7 chỗ các bạn nhá. 7 chỗ. Con này cũng đang chào bán với mức giá khá là rẻ. Khá là rẻ, chỉ hơn 700 triệu một tí thôi các bạn ạ. Và con này đang chào bán với mức giá là khá là rẻ các bạn nhé. Rất rẻ. Hơn 700 triệu một tí thôi. Rồi chúng ta sẽ đến với sâu hơn một chút. Các bạn có thể nhìn thấy cái dòng xe ở dưới, đó chính là dòng xe Venza. Rất hiếm trên thị trường Việt Nam. Rất được yêu mến những thời điểm năm 2009, 2010. Đây chính là dòng xe Venza này. Đây. Xe này. Đấy. Ok, xe này đã bán rồi các bạn nhé. Xe này thì chính tôi được một khách hàng yêu mến tại Quảng Ninh đã mua cái dòng xe này rồi. Mới đăng lên khoảng tầm có 2 ngày thôi đã được một khách hàng yêu mến mua nó rồi các bạn nhé. Chúng ta sẽ đến với cái dòng xe Grandit này. Các bạn có thể nhìn thấy đây dòng xe Grandit Mitsubishi. Đây là dòng xe Mitsubishi. Nếu những ai yêu mến dòng xe Mitsubishi thì đây chính là dòng xe mà dành cho các bạn. Xe này lắp ráp trong nước, màu vàng, máy xăng các bạn nhá, số tự động, đi được cũng khá rồi. Xe này được đăng ký dưới dạng tên tư nhân các bạn nhá, xe còn rất là chất. Xe này thì các bạn có thể nhìn thấy thì đối với những ai mong muốn sở hữu một mẫu xe chở gia đình hoặc là thậm chí là kinh doanh vận tải thì các bạn có thể sử dụng cái dòng xe này, đi vừa tiết kiệm nhiên liệu. Vừa là cái dòng xe Nhật thì đó cái chi phí bảo trì bảo dưỡng rất là ít. Và đặc biệt hơn nữa, cái dòng xe này thì nó rất là rẻ. Bây giờ đang chào bán chỉ mức giá khoảng tầm hơn 400 triệu một chút thôi. Hơn 400 triệu một chút thôi, khoảng tầm 420 triệu các bạn ạ. 420 triệu các bạn ạ, rất rẻ đúng không ạ? Rồi, chúng ta phần phía dưới chúng ta có Korenger Wildtrak này. Chúng ta có Honda Civic này. Chúng ta có Kia Cerato. Còn rất nhiều những dòng xe khác. Đúng không ạ? Có khá là nhiều những dòng xe. Chúng ta có cả E250. Chúng ta có dòng xe C250. Có E400. E400. Rồi chúng ta có cả những cái mẫu xe C200 đang trên đường về. Quý vị và các bạn thân mến thì quý vị và các bạn vừa trải nghiệm một số những mẫu xe đang được chào bán tại cửa hàng. Và nếu như quý vị các bạn có nhu cầu sở hữu những cái dòng xe trước Tết thì hãy vui lòng gọi điện cho hotline đường dây nóng chúng tôi. Chúng tôi có một cái tiêu chí, đó là gì ạ? Cam kết bán với mức cái tiêu chí 3-4-0, tức là không tai nạn, không ngập nước, không bổ máy và không có hồ sơ giả, đúng không ạ? Bởi vì rất nhiều những quý khách hàng cũng mua những cái mẫu xe không may đến khi đăng ký thì là phát hiện ra hồ sơ giả hoặc là số khung số máy giả các bạn nhé. Số khung rất là quan trọng đúng không ạ? Và các bạn nên lưu ý những điều này. Thay mặt những người làm chương trình xin được gửi lời chúc sức khỏe đến quý các bạn. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý các bạn trong những chương trình tiếp theo. Mr. Ben mang xe hơi đến mọi gia đình.